Xin chào các bác. Buổi sáng nay thì cuối tuần đúng không ạ? Thứ bảy cuối tuần. Đấy thì lên cho các một con giải mã nó chất lượng một tí các bác nhá. Đấy. Thứ nhất là về hình thức là phải nó phải còn đẹp đẹp một chút. Đấy. Còn về giải mã thì tính năng thì phải là đẳng cấp rồi đúng không ạ? 24 bit chuẩn. Đấy. Thì đây là xin giới thiệu các bác, đây là con FRX7A. Đấy, con này thì giải mã lên tới 24 bit và 24 bit của nó là 24 bit rất là chuẩn các bác nhá. Bởi vì nó là hàng chuẩn nội địa của Nhật các bác nhá. Này. Made in Japan tức là sản xuất tại Nhật và dùng cho người Nhật. Đấy. Các bác yên tâm, cái gì mà đã người Nhật người ta làm ấy thì các bác yên tâm mà dùng, em nói thật như vậy. Đấy. Chắc cũng không phải tả là cái hàng của Nhật nó như nào rồi đúng không ạ? Chỉ cần nói đến người Nhật là có biết là chất lượng như nào rồi. Đấy thì con này nhá. Bác nào đang có dàn karaoke ở nhà. Đấy. Đắt tiền hay rẻ tiền hay như nào thì em không quan tâm, được chưa? Em chỉ biết là các bác đang có dàn karaoke ở nhà hay là đang có một cái thiết bị âm ly dàn to nghe nhạc ở nhà. Đấy, nhưng mà chưa có một con giải mã xứng tầm chất lượng thì có thể lấy cho em con này. Con này có thể giải mã lên tới 24 bit và rất là chuẩn các bác nhá, tiếng cực kỳ hay luôn. Nó không giống như những cái dòng giải mã bao diêm thông thường, nó bé bé nhỉ. Đấy, nó bé bé nhỉ. Thì các bác cứ thử hình dung thôi nhá. Một cái bể lước nhà các bác. Ngày xưa thì có phải là lọc bằng cát vàng không đúng không ạ? Đấy, chỉ có lọc cát vàng, bác nào biết thì lọc thêm tí cho tí cát đen vào cho nó lắng cặn nó sâu hơn một chút. Đấy thì là bắt đầu mình ăn. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ em đố các bác làm thế được, làm thế không ai người ta ăn được đúng không ạ? Nước không thể ăn được, nó ngái, ngái kinh khủng luôn, nó ngang và phè. Đấy thì bây giờ người ta phải đưa vào hệ thống lọc. Đấy, làm gì ạ? Có than hoạt tính khử độc, rồi cát vàng, rồi lắng cặn, rồi cát thạch anh, sỏi thạch anh, nói chung là đủ các loại vật liệu lọc, mười mấy loại vật liệu lọc thì nó mới ra được các loại nước ngon, nước ngọt, nước sạch được đúng không ạ? Thì con này nó cũng vậy. Đấy, cái kia nó bé tí như thế này, nó bé như này thì cái phên mạch nó bé xíu, các cái con linh kiện nó bé xẹo tèo thì lọc cái gì đúng không ạ? Nó chỉ là chuyển đổi tín hiệu thôi. Đấy, mà giải mã không bao giờ, thật không bao giờ lên tới được 24 bit chuẩn nó đâu. Đấy, nó ghi 24 bit thì chắc chỉ được mười mấy bit thôi, còn nếu mà nó ghi 40 bit thì chắc chỉ được mười mấy bit thôi. Đấy, lấy đâu ra mà bit xịn quá. Đấy, đấy là em phân tích một chút như vậy, còn cái này thì phụ thuộc các bác. Đấy, còn với những cái dòng giải mã bao diêm này, giải mã này thì nó phên mạch nó to hơn thì nó sẽ như một cái thiết bị lọc nước ấy, nó sẽ lọc tiếng nó tốt hơn. Đấy, nó xử lý tín hiệu âm thanh nó tốt hơn thì nó sẽ ra hay hơn, thì khi mình hát thì nó sẽ phê hơn. Đấy. Ngoài ra thì con này bị các bác ngoài làm giải mã ra nhá, thì các bác có thể làm được công suất nữa. Đây này, có thể là phối thêm loa vào. Đấy, vừa làm công suất mà có thể là vừa nghe thêm nhạc được, hoặc giải mã tín hiệu ok luôn. Đấy. Chán làm giải mã rồi thì mình có thể ghép loa làm một bộ dàn mini nghe rất là sướng. Đấy, còn đây là các chân này, nó có hai chân au để làm giải mã này. Đấy, còn ba cổng in ở đây thì là để mình cắm điện thoại này, máy tính này. Đấy. Còn đây là cổng quang cắm đầu vào. Bác nào làm công suất thì có thể là cắm thêm giải trầm. Thế nhưng bác hỏi em công suất là như thế nào, thì là công suất nó như kia các bác ạ. Các bác ghép thêm hai cái loa vào, ghép hai loa hai bên thì thành một bộ dàn như kia. Đấy, để mình nghe nhạc. Được chưa? Mình nghe nhạc. Đấy, nghe cho nó sướng. Đấy, còn nếu mà làm giải mã thì chỉ cần một cục này là xong này. Và dòng này giải mã không cần mồi các bác nhá. Giải mã không cần mồi, giải mã trực tiếp luôn. Hay lắm. Đấy. Hiện tại em đã kết nối sẵn đường quang và đường điện thoại rồi. Thì sau đó tiến hành test nhạc này, máy móc này các bác này. Đấy. Tuyệt vời luôn nha các bác nhá. Ít con mà về được tình trạng nó còn hàng hóa, nó còn tươm tất như thế này. Đấy. Nói chung thì hàng bãi con là con nọ. Đẹp ở đây nó đẹp trong phân khúc hàng bãi thôi các bác nhá, chứ còn bảo là so sánh như hàng mới nó không có đâu, còn kiểu gì nó sẽ có một chút sức sát nhẹ đấy các bạn. Đấy, ít nhiều phải có nhá. Ít nhiều phải có, nhưng con này tình trạng là em thấy nó còn rất là đẹp. Đấy, nó phải đạt khoảng 90%. Màn hình xanh quắc rất là lép luôn. Đấy, con này thì CD MD là em không bao chạy đâu nhá. Đấy, cơ kiếp của con này CD thì em thấy là vẫn ra vào được, nhưng mà tuy nhiên thì mắt nó cũng kém rồi. Hoặc có thể là em chưa vệ sinh thì có thể là chưa chạy được. Đấy, thì bác nào cần thì về vệ sinh cái mắt. Đấy. Nếu mắt kém quá thì thay mắt mới. Được chưa? Nếu mà dùng CD, còn nói chung là không ai dùng CD cả. Đấy, con này thì MD thì em thử thì hiện tại là vẫn thấy nó chạy. Đấy, nhưng tuy nhiên nó không bằng bảo tỏi cái MD đâu nhá. Test thêm cho vui thôi. Đấy. Còn chủ yếu bán làm giải mã và công suất là chính. Ok, sau đây em tiến hành test thử luôn đường điện thoại cho các bác nhé. Đây là em đang nghe qua đường điện thoại này. Anh đi trên con đường xưa chung lần cuối.
gượng cười không nói cho lòng vẫn vương, rơi vòng tay cuối thơm mùi tóc em. Như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây, ngày mai thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ. Thật lòng em muốn ta nhìn thấy nhau, chưa quên mong câu yêu thương anh với em hôm nào. Đành nhìn anh lòng em đau nhói, ngày đôi ta biệt ly giọt buồn chia đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mi mưa giăng lối em về, trái đất như ngừng quay sau mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ, vẫn mong anh về đây chung với. Đó thì đấy là đường điện thoại của anh nhá. Còn nếu có mà nghe đường MD này thì mình có thể đưa đĩa vào. Đấy. Cái này thì nó là đĩa tiếng Nhật nên là các bác thông cảm cho em nhé. Thì là em chỉ ở đây test cho các bác là biết nó lên nhạc thôi. Đấy, còn nếu mà bây giờ nó lên lời thì nó sẽ đánh bản quyền, thì video của em nó không lên được, thì các bác thông cảm cho em cái này nhá. Đấy. Đấy, nói chung là nó còn lách bài nhanh này, này mắt nó còn em thấy là khá là ok. Rồi. Đấy, có thông cảm với B mà lên tiếng là nó sẽ đánh bản quyền. Đấy. Con này thì giải mã không cần mồi được quá nhá, cứ thế mà chuyển trực tiếp về quang này. Đấy, quá chỉ việc chuyển trực tiếp về đường quang là nó giải mã luôn này. Đấy. Không cần phải mồi miếc gì cả. Đoạn đường dài tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu. Đấy thì vừa rồi là em test cho các bác là các cái gì mà em đã nói nhá. Đấy. Còn con này thì hôm nay mở hàng buổi sáng cuối tuần các bác nhá. Đấy thì em xin phép mà được tặng các bác là con này của nó nhá, giá là 1.250.000, là bình thường hàng đẹp này là của nó là 1.250.000, 1.3 là chưa được tặng bất kể một cái gì các bác nhá. 1.250.000 đến 1.3 là chưa được tặng bất kể một cái gì, bởi vì những con hàng đẹp này giá nó là như vậy rồi. Đấy, tiền nào của ấy các bác. Đấy, nó kém một chút nữa thì giá có thể nó rẻ hơn, còn 1.2 triệu, hoặc kém một tí nữa thì cái vỏ nó xước sát thì hơn nhiều hơn thì nó sẽ là khoảng 1.150.000. Nhưng mà tuy nhiên thì con này hàng đẹp của nó thì sẽ là 1.250.000, 1.3 triệu. Cái này nó không phải giá nhà em thích là đặt được đâu, mà là nó còn tùy theo hàng về nữa cơ các bạn. Đấy, em nhập hàng đẹp như này thì giá bên kia của em cũng tương đối cao. Đấy, nên là các bác thông cảm chứ không phải là cứ nhập một lô về là con nào đẹp là bán giá cao, nó không có đâu các bạn. Hàng đẹp người ta tính giá đẹp cho em đấy. Đấy, hàng bình thường người ta tính giá bình thường cho em. Đấy, chứ không phải là em cứ nhập được lô bị con nào đẹp em bật bán giá cao được đâu. Đấy. Thế nên là các bác, nhiều bác cứ thắc mắc bảo là sao con này bán giá này con kia bán giá kia, không phải đâu các bạn. Đấy, nhập giá như nào thì em cũng bán như vậy thôi. Đấy. Vì là cái này thì cũng không phải một mình em bán, rất là nhiều nhà bán. Đấy, nếu mà nhà em có ví dụ có bán mà có chênh nhau ví dụ nhiều quá thì khách hàng cũng sẽ cơ bản là người ta sẽ tham khảo nhà khác. Đấy, chứ không phải một nhà bán. Nên là các bác yên tâm là riêng nhà em bán là cái gì là nó vừa phải, chứ không phải là quá là kinh khủng gì cả. Nên là đây, thì hôm nay là thôi không nói nhiều nữa nhá. Thì là 1.250.000 là em tặng kèm của bác là một cái dây quang, được chưa ạ? Đấy, dây này thì nhà em là bán là 150.000. Đấy, là một cái dây điện thoại nữa. Đấy, tặng thêm một cái dây điện thoại nữa là 50.000. Thì tổng trị giá gói quà hôm nay là 200.000.
Đấy, mà buổi sáng là tặng các bác kèm 250.000 mà giá vẫn không đổi nha, em vẫn giữ nguyên giá là 1.250.000. Đấy, bình thường các bác phải bỏ ra là 1.450.000 thì mới có cái combo như thế này. Nhưng tuy nhiên thì hôm nay các bác không cần phải làm như vậy, chỉ cần bỏ ra 1.250.000 là được cái combo này rồi. Đấy, mang buổi sáng cho nó suôn sẻ. Đấy thì bác nào mà chốt bộ này thì chốt con này alo cho em nhá. Đấy. Khuyến mại sâu. Đấy, tính ra thì máy là còn có 1.050.000, quá rẻ mà hàng đẹp này không bao giờ có cái giá đấy. Rồi. Bác nào chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Xin chào các bác.